Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay ngày 26 tháng 12, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Ngày sau lễ Giáng sinh, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Luca chương 2 từ câu 15 đến câu 20. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Luca chương 2 từ câu 15 đến câu 20, bản truyền thống hiệu đính. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng: "Chúng ta hãy đi đến thành Bethlehem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết." Vậy họ vội vàng đi đến đó, gặp Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể cũng đều ngạc nhiên, còn Mary thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ. Câu gốc hôm nay được chép trong Luca chương 2 câu 19. Còn Mary thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. Sau tất cả niềm vui của lễ Giáng sinh, ngày hôm sau dường như là một nỗi thất vọng. Chúng tôi ở lại qua đêm với bạn bè nhưng không ngủ ngon giấc. Sau đó khi lái xe về nhà, xe lại bị hỏng, rồi tuyết bắt đầu rơi. Chúng tôi phải để xe lại và bắt taxi về nhà dưới cơn mưa tuyết. Thật chán nản. Chúng tôi không phải là những người duy nhất cảm thấy trùng xuống sau ngày Giáng sinh. Cho dù là do ăn uống quá mức, hay do những bài hát mừng đột nhiên không còn được phát nữa, hay bởi vì những món quà chúng tôi mua tuần trước hiện đang được giảm giá một nửa, thì cảm giác phấn khởi của ngày Giáng sinh đã nhanh chóng tiêu tan. Kinh Thánh không nói về ngày sau khi Chúa Giêsu Giáng sinh, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng rằng sau một cuộc hành trình dài đến Bethlehem, cực nhọc tìm chỗ ở, Mary đau đớn khi sinh nở và những người chăn chiên ghé thăm không báo trước, thì ắt hẳn Mary và Joseph đã rất kiệt sức. Tuy nhiên, khi Mary bồng hài nhi mới sinh, tôi có thể hình dung bà đang suy ngẫm về cuộc viếng thăm của thiên sứ, lời chúc phước của Elizabeth và nhận thức về sứ mệnh của hài nhi này. Mary suy ngẫm những điều ấy trong lòng. Điều này hẳn đã làm giảm bớt cảm giác mệt mỏi và đau đớn thể xác của ngày hôm đó. Tất cả chúng ta sẽ có những ngày chán nản, thậm chí là ngày sau lễ Giáng sinh. Nhưng giống như Mary, chúng ta hãy đối mặt với những ngày như vậy bằng cách suy ngẫm về đấng đã đến và làm thế gian này bừng sáng mãi mãi bằng sự hiện diện của Ngài. Bạn đã từng kinh nghiệm tâm trạng trùng xuống sau một kỳ lễ sôi nổi chưa? Hôm nay, bạn sẽ suy ngẫm về tất cả những gì Chúa Giêsu đã mang đến cho thế giới bằng cách nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài đã bước vào thế giới tăm tối của chúng con và làm cho mỗi ngày của con bừng sáng mãi mãi bằng sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai!